Hello, chào mừng các bạn đến với Đời Sống Muôn Màu Channel của bà Tám Cali. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm và xem video của Tám. Ngày hôm nay Tám sẽ trình bày một nhạc phẩm sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng. Bài hát mang tựa đề là Nó. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nghe nhé. Một chén cơm chiều nên lòng chưa no. Cuộc sống đói rát bơ vơ, hỏi ai cho nương nhờ. Chuỗi ngày tâm tôi im vô bờ. Đêm đêm nó ngủ một mình. Một thân côi cũng không nhà. Thân em đã có bạn quen ai có đâu xa. Thằng thư con tám lê là trên phố xa hoa. Miền bạc điêu tàn nên đời nó khổ. Một chén cơm chiều nên lòng chưa no. Nhiều lúc nó khóc trong mơ, mẹ ơi con yêu mong chờ. Bao giờ cho đến bao giờ. Một chén cơm chiều nên lòng chưa no. Nhiều lúc nó khóc trong mơ, mẹ ơi con yêu mong chờ. Bao giờ cho đến bao giờ. Nhiều lúc nó khóc trong mơ, mẹ ơi con yêu mong chờ. Bao giờ cho đến bao giờ. Cảm ơn các
bạn đã lắng nghe Tám Hát. Mến chúc các bạn hạnh phúc vui vẻ bên cạnh người thân. Xin chào tạm biệt. Bye bye.